Các bạn đã từng trải nghiệm thử thanh sô-cô-la ngon nhất Việt Nam bao giờ chưa? Điều đặc biệt là nó được sản xuất tại Việt Nam nhé. Để tìm được và trải nghiệm thanh sô-cô-la này thì chỉ có duy nhất một cách thôi. Đó là tới giờ Cocoa Project tại quận 3 thành phố Hồ Chí Minh. Trước đây thì khi nhắc tới sô-cô-la ngon và cao cấp thì mình luôn chỉ nghĩ tới sô-cô-la Bỉ. Chưa từng biết tới Việt Nam mình cũng có một loại cây cacao có tên tiếng Anh là Trinitario ở Bến Tre có chất lượng cũng thuộc hàng top trên thế giới. Vì đây là sô-cô-la made in Việt Nam và làm cho người Việt nên sự phối trộn về hương vị cũng rất Việt Nam. Phương Tây thì họ hay phối sô-cô-la với rượu, nho khô, những loại đó thì các bạn chắc không còn xa lạ gì. Nhưng mà sô-cô-la mắc khén, vỏ bưởi phủ sô-cô-la thì các bạn đã thử bao giờ chưa? Ở đây thì có cả khu vực ăn thử sản phẩm. Mình sẽ được trải nghiệm miễn phí các loại sô-cô-la trước khi chọn mua loại ưng ý nhất. Hoặc có thể là ngồi thưởng thức các loại đồ uống và các chế phẩm từ cacao như một quán cà phê theo chủ đề sô-cô-la vậy. Sau khi trải nghiệm sản phẩm thì mình thấy rất bất ngờ và thú vị về chất lượng cũng như sự mới lạ về các sản phẩm này. Nó khác biệt hoàn toàn so với những gì mình từng biết về sô-cô-la. Ở đây thì cũng có luôn cả một khu vực sản xuất sô-cô-la trực tiếp để mọi người có thể tham gia tìm hiểu. Quay trở lại với thanh sô-cô-la ngon nhất Việt Nam, sô-cô-la 60 Day. Thì em có thể chia sẻ một chút là tại sao nó lại có tên là 60 ngày và cái điểm khác biệt của nó là gì được không? Thì em nghĩ là cái điểm khác biệt của nó là nằm ở cái tên đó. Thì đúng rồi, thì sô-cô-la 60 ngày 60 Day này là có nghĩa là cái quá trình mà khi từ hạt cacao tươi cho tới thành phẩm sô-cô-la của tụi em. Thì quy trình chế biến đó nó chỉ trong vòng 60 ngày thôi. Anh vừa mới trải nghiệm cái sản phẩm này xong, cảm giác cacao nó rất là đậm đặc. Cái tỷ lệ kiểu cacao trong này nó rất là đặc, cái mùi nó rất là mạnh. Thơm, hơi chua chua một xíu. Mình biết cái chua chua đó là từ gì không? Từ gì? Từ việc là cái cây cacao này nó được trồng ở Việt Nam, cái thổ nhưỡng Việt Nam nó tạo nên một cái hương vị trái cây đặc trưng mà của cây cacao chỉ có ở Việt Nam thôi. Buổi trải nghiệm này thực sự là rất vui và rất tự hào vì Việt Nam mình cũng dần có những sản phẩm không hề thua kém gì bạn bè quốc tế. Nếu bạn ưa thích cacao nói chung và các loại sô cô la nói riêng thì có thể tham khảo tại The Cocoa Project nhé.